Hello, em kính chào cô chú anh chị em đã trở lại kênh Sóng Biển Hứa Đông nha. Hôm nay là chị Sổ nha cả nhà. Giờ mình đi lên nhà anh hai mà anh đô mình á, thì mình ảnh cho mấy ký ốc bu gì á, lên mình đem xuống mình làm chị Sổ mình ăn. Dán đây, đi qua cầu Dán. Nhà anh đô mình gần nhà bác Tư chủ ghe luôn nha, mình ghé nhà bác Tư mình lướt từ nay. Nhà anh đâu là tầng bưởi tầng đủ món luôn đó. Ai ảnh đi đâu rồi? Tại điên sáng rồi à, hai câu mới vui nè chị. Trời mất nợ dạ lép bu dạ. Anh đâu với chị cho mình mấy ký bu nha cả nhà. Hay có tầm cam trên dây nhóc luôn. Hồi mình ghé nhà bác Tư mình lướt anh Tư ở tầm bưởi. Tầm bưởi, ốc bu, nuôi cá, tầm dừa, tầm chuối, đủ luôn nha cả nhà. Rồi anh Đô cũng lọc lá dừa lựng cho ghe đem xuống ghe lưới á. Những ghe lưới mà đi sáng trà. Cảnh yên bình hay sao? Đây có nuôi mấy con này con gì chị? Trời mấy con bọ dễ cưng ghê cả nhà. Đẹp ghê không? Nó kêu cái tiếng nghe cái gì tiếng đèn. Vậy là lớn rồi đó hả chị? Nó dễ cưng quá cả nhà. Lông ảnh gì nhiều gì có tắm không? Có chuột đồng luôn, anh đi gà chuột đồng mà. Dạ anh dựng bên cầu á. Hôm qua em đi mua máy quay, quay điện thoại mờ quá mà không biết sử dụng không chưa biết. Không dọc đây, chị mới xớt lên nha cả nhà. À, một bịch ốc bô luôn, như đây khoảng chắc cũng 5-6 kg. Ốc bô này là ốc bô lỡ lỡ vậy ăn ngon à. Con này con bự có ốc lát luôn, ốc thiên nhiên nha. Ốc này anh nuôi thiên nhiên, anh bỏ mấy cái mương lọc dừa. Bên thì mình chịu ăn cọt ở này là mình chịu ăn nè. Mà mình nướng tiêu xanh với mình xào chi lô gừng. Thôi về thôi cả nhà ơi. À, này nó im. Hôm về chị ơi. Chào chị nha. Nay anh Đô anh không có nhà. Anh đi ăn sáng rồi. Cái bàn tà của ảnh cả nhà. Giờ mình lại nhà mình lướt từ nay xuống. Đây nhà anh đâu lại nhà từ nay khoảng 200 mét à. Nay mình lên hay tưa, hồi hôm qua nhậu với mấy anh. Hôm qua em nhậu với mấy anh mới xịn. Sáng dậy tệ, giờ chị ba đi chợ về rồi, chứ chị ba mua đồ. Phong cảnh đây yên bình, ở hôm qua là yên bình lắm nha cả nhà. Nè, thường anh nuôi mấy ốc bu là dưới mấy cái lọc này nè. Đó. Lọc mương nhỏ này nè.
với bên đây nữa là có bèo đồ nhóc luôn nha, bèo bích luôn. Mình tới nhà bác Tư rồi nha cả nhà. Bây giờ kêu anh Tư dậy, không biết Tư có ngủ dậy chưa nữa. Đây nhà bác Tư chủ ghe đây, đằng kiện nhóc luôn. Bác Tư xuống nhà anh Ba khoảng một cây mấy số, ủa hai cây nha. Đây, thấy nhà của bác Tư đẹp không? Chồng ổng mê, ổng đam qua. Nhà bác Tư cũng có con gái nữa, nên xuyên tầm qua lắm. Cái út của bác Tư này 30 tuổi á, ba mấy, ba 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 hai ba ba tuổi. Có nhà không bác Tư? Kê, đừng bậy. À, chào anh Tư. đi xuống dưới chị sổ, đi trả đi. Trời ơi, nút ơi, chở anh Tư xuống với chú sò phụ làm mồi nhậu. Anh Tư. Đây, anh Út đây. Hello anh Út. Đang ăn sáng đã hả? Mà bố mày đưa lên cái chết luôn à. À, sáng hai anh em làm nhiêu đây nè? Hỏi, ốc bu ở nhà anh đâu không? Ốc bu. Ủa anh hai nào? Anh hai hả? Mới đưa lên. Ờ, em lại nhà anh đâu, anh cho 5-6 ký, em xách giờ đi dưới nè. Ông bu cỡ đó đó. Đấy, đi, ngồi đây đi. Bất tư đó. Thôi, em đi. Đấy. Thôi giờ chở anh Tư xuống dưới à. Tới nay đi hả? Thôi. Chúc bà Tư anh Út xuống em. Nhà bất tư tầm giữa vừa với đu đủ là nhóc luôn nghe mọi người. Đây, mình với anh Tư đi đây. Giờ mình chạy xuống anh Ba. Xuống anh Ba, chị Ba là khoảng 15 phút. Let's go. Bây giờ Tư bằng máy cho mình nha. Thì con đường này với ngay khu này là thuộc xã Tân Mỹ nha. Của xã Tân Mỹ nha cả nhà. Thường là lên cống dầm hồ á, mình đi tới cái khu này là có một cây cầu là gọi cây cầu Cống Lá. Thường là gọi cây cầu Cống Lá mà có tên gọi khác là cầu Ba Si. Chạy lên ở đó, chạy lên tới tạm K20 á, cua là khoảng gần nửa tiếng mới tới. Trên đường chạy qua cầu Cống Lá là có một con hẻm đi vô ấp Tư Tân An Cây Dương á. Khu đó là người ta gọi là kinh lạch đều của ấp Tư Tân An. Đây sắp tới rồi, cầu Cống Lá đây. Qua cây cầu có cái hẻm nhỏ là mình lủi vô, mình băng qua quê nội của mình là ở ấp Tư. Em gái của mình cũng có chồng về đây. Ở đây chạy con đường đan này, bị con đường này ấp Tư là đường đan này chứ không có lộ lớn nha cả nhà. Nay là mà anh Ba điện mấy anh tới 12 giờ mới tới chi sổ. Giờ 7-8 giờ mình xuống mình nấu đồ ăn. Thường chị Ba ăn chay tường á, quanh năm vậy đó. Thì nên làm mồi nhậu thì chị Ba sẽ liêm lạc mặn. Chị Ba không có thử được nhưng mà em ở không á thì em lo em xuống em lên em làm. Gần tới rồi. Của em gái mình á, có chồng về đây nè, gần đây là sát bên đây đi vô, ngay cái cầu quẹo vô. À,
tới cái cầu đó, vô khoảng 200-300 mét nữa là tới nhà em gái mình. Rồi qua sắp tới đây là ngang tới đây là không còn gọi cây lập điều nữa nha, khu xích xuống xíu nữa là gọi là ở ấp Tư Miễu Kỳ Dương. Rồi sắp sửa tới rồi. À, chị ba đi đâu à? Chị ơi đi mua đồ gì quá. Trời Út Quân lái sớm, ủa sao nay lái sớm chứ hả? Anh Út nè, nay anh Út đi sớm nè, nay có tiền là anh Út mừng, có tiền chia anh Út mừng anh Út đi sớm. Đây, bác Tám đây, bác Tám là cho vợ của anh Ba nghe, tài công nghe. Em vợ còn đây anh Năm. Ủa ai Năm Võng? À, MC hả? À, đi siêu xe. Rồi vậy nãy mình đi ngang mình gặp chị ba, xuống đây mình nằm mồi nên ba tổ chức sớm rồi. Sổ bu là cả nhà. Như đây khoảng 5-6 kg nha cả nhà. Lặt ly là ốc bu luôn nha. Ba với chị ba có nuôi bò nữa, có dừa lúa luôn. Cởi cái nón bảo hiểm ra. Ủa có mua lửa than chưa chị ba? Hai con chó. Rồi anh ba với cha của anh ba với mấy anh đi hốt thuốc nam, đi sớm từ đang nhóm lửa hang nghe. Có lơm để dưới mà nó không cháy, chơi cái này cho lẹ. Hàng lâu cháy quá cả nhà, mình đi mặn mượn anh Tư chăm. Nhiêu mấy ký rồi chị ba? 12 ký hả? Là nướng à, cái bịch bên đây phải không? Mình làm thịt. Ê, bác Tư chủ ghe nha. Bác Tư ngay xuống nhà chị ba đi chợ về ghé. Bác Tư đang ấp thịt kìa. Mình mới bằng tỏi bác Tư tộn giùm mà. Thấy đẹp lão ghê không cả nhà? Ha. Lâu quá không gặp bác Tư. Đẹp lão, đẹp mình nói. Đẹp chứ. Tao nghe mày nói tao rủ mình đi uống cà phê nhỏ mất mặt như tao rủ mày thôi. Nào giờ tao nói nghe. Mai con lên lũ uống cà phê không đây. Thịt dê này mình ốp nha cả nhà, ốp rồi. Còn cái thịt kia mình đang lửa. Vậy lấy miếng dầu mè. Vậy là thấy phê rồi nướng mà thơm phức. Con kia một lỗ nữa, giờ con xây qua. Ủa nãy quên
Ốc bu nữa. Ủa chị có mua tiêu xanh không chị bà? Kia rặng lỗ. Kia rặng lỗ rổ cari, thấy không? Dạ. Con này là nước. Hàng chi sáng qua không thấy ai nhà, thấy anh Tư với anh Út Quốc một bàn ăn à. Ốc bu cũng ốc bu rồi bún cơm đủ thứ. Làm cho một thau mình đó. Em làm ốc bu. Với ớt thịt mình luộc thịt dê trước nha cả nhà, mình luộc xả với gừng vào luộc, bỏ vô son luộc thì nó hôi á, còn nướng thì mình không có lửa, nướng mình lửa nó không ngon. Còn này giờ mình sắc xả với gừng với đường phèn mình bỏ vô mình nấu trước rồi mình tụng nước sôi vô. Bác Tư về nè cả nhà, bác Tư chợ về nè. Bác Tư ghé chơi với chị Ban chút nè, bác Tư về đã. Dê mình ớp, mới ớp. Mình nướng thử cái cục ăn ở dừa không rồi mình ớp thêm. Chín lên rồi cả nhà, để mình thử cái ngon không nha, để mình thử coi. Lâu nghe cả nhà, mình về giờ mình chỉ lửa mình ớp vô thôi, bằm xả ớp hành rồi. Chị Ba đang nướng, mình dâm coi rồi dê luộc xong. Luộc đường hùng nè. Đấy, sôi rồi. Mình bỏ đường hùng. Bỏ đường hùng với xả, với gừng. Luộc xong mình đem ra ớp. Bọt quá trời. Mình vớt bọt ra là mình chắc ra. Đi ra coi chị Ba nướng coi. Vô mình chắc ra. Sôi rồi em tắt à. Cay không? Nóng không? Quá thơm ngon luôn. Ngon luôn. Nãy giờ nướng được nhiêu đó đó hả? Lẹ mà không? Lẹ. Như lửa hang dư luôn á. Quá đã cái nhà, nãy thử cục bây giờ còn thèm á. Mình ăn mình nướng là mình ngon ngon cái khúc này nè, chứ hồi lên bàn là hết ngon rồi. Cái này vừa nướng vừa nhậu rồi sướng sướng. Nắng kéo vô tông không? Kéo vô, em kéo cái hao vô xíu. Này cũng đỡ. Khói ngung ngút luôn, hỏi nó thơm. Anh Tư phụ nướng nữa kìa. Nãy giờ anh Tư thử cục nào chưa? Nóng. Nóng quá. Sôi lại nhà em chắc làm ớp. Ớp nó đắt lên. Thơm quá cả nhà, lại đây mình nghiện cái. Em lại đây nghe cái mùi thơm là em nghiện rồi. Còn nhiêu đây nữa nè, nhiêu đây khoảng mấy ký vậy, 5 ký không? Mua 2 món 12 ký à, mà đây chắc sao phân nữa nhiều hơn á. Cái này chắc 5 ký á, 5 ký ký nhậu chục mười mấy người, 16-17 người như cả nhà. Thôi đi vô ốp dê. Em mới bắt lên lò lại nha cả nhà. Đi nấu kali, bắt lại, giờ đi la phụ nướng cho chị Ba đi mua gì mua. Còn lửa lao với bánh mì, làm nước chấm, còn xả ốc bu hồi mình mua silo coca về. Cho coca về lại là. Rồi, xong ạ, chị làm gì để em nướng cho. Rồi. Ghế thì có 300 người em. Thôi bắt mắt. Hết, hết, hết. Ừ.
của tôi. Dạ. Quá thơm luôn cả nhà. Từ giờ quen hả, tỏi cáo rồi đó. Thèm không? Hồi nãy giờ thèm không? Ăn có ăn dụng rồi nè, đưa nướng luôn. Thơm nguôi ngút luôn cô chú anh chị em ơi. Nè. Dạ, em với anh Tư nướng nha. Hồi nãy chị Ba nướng, giờ còn có mấy cục mình vô mình nướng. Thơm ghê luôn á cô chú anh chị em. Thôi giờ mình nướng mình tỏi, để anh Tư tỏi hồi anh Tư chửi. Đây 9 giờ rồi. 11 12 giờ mấy anh mới tới. Thơm quá. Ừ. Tỏi với anh Tư. Chơi cục bự bự không à. Nướng về mấy anh ăn mới đã nè. Dê này là dê mặn luôn chứ không có ốp qua tủ lạnh, nhưng mà hôm qua đặt á là cái ông chú chủ dê là mặn dê tươi luôn. Mặn dắt chi dắt gần sáng là chú mặn luôn á. Chặt lại giùm mình luôn, mình không có chặt. Lấy búa chặt bằng búa mà cục thịt đẹp ghê. Búa bén. Đó, khét. Thơm người ngút luôn. Thường á thì kỹ chiến mấy chiến mà không có chi á thì em cũng lên phụ chị Ba làm mồi cho chú anh chị em. Chị Ba ăn chơi tường á, rồi bạn ghe ăn gì thì biết ý thì lên thì em làm cho mấy ăn chơi ngon miệng. Ở ngoài biển thì làm cực khổ vất vả, mấy chiến không có chi thì em có quay lên nhậu chơi thì làm mồi vậy đó. Nhậu thì yếu, nhậu yếu hơn mấy anh, mà được cái ham nhậu, vui, khoái vui. Đi đâu cũng nhậu á, mà nhậu chỗ cũng chuyện miếng à. Bữa nào vui quá thì xỉn, ở nhà thì xỉn. Miền Tây thì có lụ vậy đó, lụ tình, lụ nghĩa. Uống đậm quá thì xanh la ghiền. Còn thanh niên thì chưa có ghiền, vì già mà uống thường quá thì cũng ghiền. Giờ cũng ít, người ta cũng giảm bên lụ chè hay bệnh, sợ giờ bệnh cái tiền không à. Gần chín xong hết rồi nghe cô chú anh chị em. Này em hồi nãy em có ốp, em ốp dầu hào, dầu mè là mình nướng nó hồi nào cũng có mỡ với nó ít chống khét, cái thịt nó hơi thơm hơn. Dầu mè, tỏi, ớt, hũ kali, đường thì một xíu đường à, không dám để đường nhiều nó khét. Thịt ngày nay mấy anh nhậu mấy hôm lầu thì làm mấy món như tôm, cua vậy thôi, ốc rồi. Còn nay có thịt chứ mấy anh làm bắt là cũng thịt heo, thịt bò. Mỗi chuyến là em đổi một món nhậu để cho mấy anh ngon. Chuyến nào thì cũng em cũng lên sớm á, lên sớm lần làm mồi cho mấy anh nhậu. Ở nhà thì cũng không có chăn nuôi gì nhiều nên ở không thì em lên anh chị phụ cho chị một chút. Chị ăn chơi tường á, chị không có canh món nhậu. Không biết anh em nhậu thích cái gì á, mình thích cái gì, em thích cái em biết mấy anh ăn cái gì nói chị Ba mua, chị Ma Ba đi đặt. Kì. Hai con chó kia không là ở dưới ghe, hai ba con chó luôn, có đực không à? Gần xong rồi, bưng vô mình sửa soạn là mình tắt rồi mình bưng vô rồi đợi là mình làm mấy này kia hồi đợi mấy anh tới. Để em quay tiếp. Nồi dê chín rồi. Ông đậu phộng, cải đỏ.
chị ba mới gọt củ cải đỏ nè, gọt đẹp không. Giờ em la em lấy ốc bu, em xào xì lâu gừng. Từ mình đang nướng tôm ở ngoài, sữa tới luôn đó cả nhà. Một hai bịch sữa bò với một bịch sữa sữa gì chị ba nãy, hai bịch sữa tươi với một hộp sữa, hộp sữa đặc. Nêm vừa ăn luôn. Bác Tư mới xuống, bác Tư đi về buồn quá rồi xuống đây chơi. Đang nướng tôm nữa. Wow. Đâu còn có cái bóng này nướng mát mát ngon ấy chứ. Tiếng này ngồi nắng, bưng lên, bưng lên. Mày quay kiểu này, nướng tôm mà đỏ mỏ hiệp, nó dạ, nó mày. Kệ vậy chứ. Về với về nó canh đồ ăn cha hả? Để đó bán tên luôn. Thôi nè, kêu cha ngồi xuống ghế ăn cơm đi. Ê. Tê quá tê. Tôm tôm sú. Ủa tôm sú. Ủa con này giống tôm đắt chứ hả? Tôm gì biết. Ở tôm đắt. Có anh Sáu à? Phải không? Không biết. Chọc qua lửa than. Con này tôm, ủa tôm giống tôm đắt chứ ta, tôm đập phải không? Chúng tôi đạp á, đạp á, đạp nó mới đáp bự vậy đó. Đi làm ốc bu thôi. Cơm. Ủa sáng chị ba ăn đậu lạc ăn gì? Chị dễ sống. Chị ba ăn quanh năm suốt tháng hay. Nhưng mà vậy mà mặn nặng lắm chứ. Quen, không có gì đó. Hành chính giá chưa hồi nãy đang làm gì còn lắm dạ gừng á gừng đồng hả anh chơi khách vô đây thôi. Có gừng nữa hơn cho chú chị em. Đây, gừng xả xương vô hết rồi. Hạt ớt. Nó là có sự dầu nó béo. Lột ăn này hồi nó khô có dầu. Cái cao cái nè. Dạ. Cái gì chứ cái gì? Tiêu. Ở tiêu xăng rồi. Vàng chín em bỏ ra. Tay chân ghe mình á đi nó ăn chứ tôi ăn gì đường quen chứ không chịu không có đường khó ăn tay ăn tí muối vậy.
cái đất nó lên. À, mình lục cái nó chín rồi mình để nó lên luôn. Cái nước nó gừng với xiên với coca mà nó vô nó thơm lắm. Với con ốc á, nó kỹ khi mà nó nguội rồi đó là nó cũng chân vẫn còn chút nước. Mình luộc xong mình để hồi ăn nấm ngon chứ mình để hồi nó nguội nó khô hả cả nhà. Chín hết trơn rồi mình làm muối ớt chanh với nước chấm là xong nha cả nhà. Bác Tư với hai mẹ con ngồi lặt lao và mới ăn rồi. Cha là xấu hổ người ta hỏi mà bà chửi rồi mà Tư không sao chứ được mà đâu. Lên mạng tìm chồng hả? Ừ mày. Bây giờ bà kiếm người bà 50 tuổi bây giờ kiếm người hữu hỷ. Hỏi chị mà nghề gì bà đi ở nhà nấu cơm thôi không có làm gì hết. Mà qua trải qua hai đời rồi. Năm mươi mà tải qua hai đời chồng là rồi một món thịt dê nướng xong rồi một món cơm xong luôn nghe cả nhà. Đậu phộng hồi mình bỏ vô có bánh mì nữa đây trái cây luôn. Đây chỉ một món ốc bu nữa, ốc bu mà cũng gần chín rồi nè, ốc bu silo gừng. Cả nhà có ốc bu cả nhà làm món này thử nha, ăn nước nó béo lắm, nó ngon, vị nó thơm nữa, cái nước nó mình hấp cũng ngon nữa, mà ăn con cái cây thịt nó cũng ngon nữa. Thường mình đem ốc bu về mình mua mình luộc không, với mình nướng không á, còn như cái món này ít người ăn nè. Chính rồi nó hạ hỏng á. Này tọt chưa đều, có mấy con nó nằm ở trên. Bây giờ lau sống nữa, đây với một món thịt dê nấu cà ly. Mình niêm đủ thứ tao mình không biết nấu cà ly hay nấu cái gì nữa nha. Tiêu xanh này sữa này từ lâm ở đây à. Nấu gì ăn đây. À. Mình nấu tập lum ở đâu mình không biết kêu bằng món gì. Kêu không đúng thì anh chị cô bác cười. Anh chị ba làm món này gì nữa? Ăn cơm dịch thôi gần cho dịch cho gần cho mấy anh đi khám bệnh về ăn à. Nó thấy bóng nó vậy có còn cải bể xanh nữa rồi chị ba nó xanh hơn giờ à. Gì? Nấu canh nấu tô chua nó ăn. Đại chín là xong luôn nghe cả nhà. Rồi đại làm nó chấm mới xong đợi mấy anh ta tới. Ở dưới ghe mới về nghe cả nhà, giờ dọn cơm là ăn tước rồi mồi chín lại hồi mình hẹn hồi giờ mấy anh tới chứ sổ còn tiếng mấy anh tới rồi năm bất tư mới dưới ghe về á, anh ba mới đi hút thuốc về. Ở cả nhà ăn cơm nha. Bắt Tư gái về nhà rồi. Về coi nhà cửa rồi. À, lát 12 giờ mấy xuống chơi anh Năm ơi. Mai đó bà về qua. À, nó chứ sợ. Chị ba ăn lạc, chị ba không có ăn. Chia cho, chia coi cá nó đẹp. Có gì đâu. Lát chơi nha. Thủ kiến để đây đẹp ha anh Năm. Dạ dạ.
anh tới là mà chưa đủ nữa nghe cả nhà. Hôm nay có bác Tám cho vợ của anh Ba La chơi nữa. Bác Tư thì đang tính sổ tổng tổng. Anh Út nữa nè. Ủa, anh Nam chưa tới anh Út? Anh Nam chưa la hả? Nam Quắc. Đi gấp chưa anh hai? Mời nha. Đông làm gì đông? Ủa anh Nam không có cha đi hả? Không bệnh này. Dì nướng, ốc bu sáng giờ mình làm như cả nhà. Làm ai quay sát lại đi, quay cao quá, quay đây để trời còn dung nữa chứ. YouTube phải đi lấy vòng rơm đâu, vòng rơm về mới về nó động ăn YouTube này không dữ à. Rồi, giờ mình coi chi bắt tư chi sổ. Đây, đúc này khỏe rồi. Nhiều nốt. Nốt. Mười phân là nhiêu bác tư? 22 triệu 400. Mười phân áo không? Dạ. Là đủ phân á, gọi 10 phân là 22 triệu 400 nghe cả nhà. Từ 12 triệu tiền chợ còn 10 triệu 400, bạn dư được 10 triệu 400. Đông mà đông được 23 triệu 520 nghìn. Cái gì? 9 phần 20 triệu 160 ngàn. 9 phần là 20 triệu. Triệu. Còn lại 8 triệu 160. Nó cái đó là tiền chợ đi. Rồi rồi thì còn ai vô nữa. Con luôn bác tên con luôn. À, mừng vui không? Cái này về có chia vui không nó? Chị này có chia ừ con đó nó cầm. Nè con. Hãy cầm. Tên thêm. Thôi để anh thêm đi, để anh thêm đi. Nè. Cười rồi, con có anh Út nữa kìa. Con có anh Út và con có chú ghe. Công chúa. Công chúa. À. Đây, hồi nãy hơi sớm giờ là mình đi lấy tanh nha cả nhà. Tanh mà mình chưa tháo mũ ra, mình đóng á, bạn chấm á, là mình tặng 2 tấm rồi mình tặng lại cho anh 3 tấm này. 11 con ngựa mã đáo thành công nên mấy anh tới tể của con phải không? Vậy là đủ khoảng 22 triệu 400. 1 tỷ 4, 1 tỷ 4 phải không thêm? Mới là sỉnh sớm hả? Anh dỗ sáng giờ hả? Thường không có chia thì chị Ba đưa tiền chợ, còn nay có chia bắt tư tính sổ ngay xuống tính sổ luôn cả nhà. Chuyến này em có chia có dư rồi. Dư được 10 triệu, 11 triệu. Lâu lâu có chia cái điếm lộng cộng ha. Mốt chuyến sau chia vậy nữa nha. Tâm không à? Cái bộ tiền là dính luôn. À, chiếc này là... Tiền chợ 100 ngày. À,
đi chợ xong này là mình đi có căn này là đi có tăng là lên 6 triệu cả nhà. Đừng lấy cá luôn nha. Trời từ nãy thôi sửng có đến kia rồi. Tỉnh rồi, thì anh thêm đếm không được, chị ba đếm lại. Tăng này là mình đi 20 ngày nha cả nhà. Tăng này là mấy em đi, khoảng 20 ngày về. Mình tắt, mình la, mình làm mình chơi chút với mấy anh. Rồi cái đủ khoan là 10 khoan là 22.400.000. Còn có 10 khoan lưỡi cũng nhiều. 12 khoan thì 26.880.000. Nói chung mà cũng rồi ai vô chưa lấy tiền. Mấy anh làm xuyên xương hồi là mấy anh ca nhạc nha cả nhà, mình không có em không bên em không có gắn bản quyền nên không có nghe tiếng nhạc được. Vô một cái đây tới nữa. Út đạt tới à, lên mở nhạc lên đi anh. Mở nhạc. Em thôi em xin phép cô chú anh chị em chơi với mấy anh chút nha. Em xin kết thúc video tại đây và em cảm ơn cô chú anh chị em đã theo dõi cuối video. Chúc cô chú anh chị em thật là nhiều sức khỏe và nhiều may mắn trong cuộc sống. Bye bye.